Bút là cái công cụ mà sẽ giúp chúng ta trong quá trình làm việc là vẽ vời hoặc là sửa chữa một vài cái điểm nào đó. Thế thì cái bút này thì nó sẽ lấy màu ở ô tiền cảnh. Đấy. Màu tiền cảnh là màu gì thì nó sẽ lấy màu tiền cảnh để vẽ vào. Ví dụ tôi chọn công cụ bút, nó sẽ lấy màu tiền cảnh ở đây vẽ. Tôi đổi màu ở màu tiền cảnh thì cái bút vẽ nó lại lấy màu tiền cảnh mới. Bút thì cũng có các cái giá trị giống như là cái tẩy vừa rồi thôi, có nghĩa là chúng ta có size và kích thước và cái độ cứng mềm. Ở đây nếu mà nói về bút thì chúng ta sẽ xem lại thử xem cái này luôn. Bây giờ tôi thiết lập cái kích thước khoảng 100, độ cứng là 100. Đây, bây giờ các bạn quan sát, các bạn xem thử nhé. Đây, bút này 100. À, xin lỗi, đây lại nhầm sang cái rồi. Đây, bút này. Được chưa? Bây giờ nếu như mà tôi giảm cái độ cứng xuống còn 90 chẳng hạn. Giảm tiếp xuống còn 80. Giảm tiếp xuống còn 70. Giảm tiếp còn 60. 50. Bạn thấy điều gì đây ạ? Cùng một size rồi, vẫn luôn luôn là 100, nhưng độ cứng mềm thay đổi thì chúng ta sẽ nhận được cái vệt bút nó to nhỏ và sắc nét hay là lu mờ khác nhau. Đấy. Tẩy thì vừa nãy chúng ta hơi khó nhìn một tí, nhưng đối với bút thì chúng ta sẽ nhìn rất rõ. Đúng không? Chúng ta sẽ nhìn rất rõ cái này. Như vậy là bút, cái độ cứng mềm của cái bút nó sẽ quyết định tới cái mà hiển thị là to hay nhỏ, mềm hay cứng của nét bút. Đấy là cái đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm. Vấn đề thứ hai là opacity. Opacity thì nếu như mà tôi vẫn để một cái bút, ví dụ là size là 100, độ cứng vẫn là 100 đi, cho nó rõ. Đây, chúng ta sẽ có một cái vết bút như thế này. Nhưng nếu mà tôi giảm opacity thấp xuống thì tôi sẽ có cái gì? Một độ trong, một độ mờ, và nó nhìn thấu qua được cái phần bút này, cái vết mực, vết màu này, và vẫn thấy được một phần ở cái nền ở bên dưới. Cho đó thì cái này, nếu như mà opacity càng thấp thì cái mật độ màu càng ít và nó độ xuyên thấu qua càng nhiều. Tiếp nữa thì chúng ta còn lưu ý tới một vấn đề nữa là cái flow này. Đấy. Cái này nó sẽ khác biệt cái gì? Đây, ví dụ khi mà tôi vẽ một đường như thế này, các bạn nhìn thấy là cái vết này nó tương đối là liền mạch đó. Nhưng mà nếu mà tôi giảm cái này xuống, các bạn sẽ thấy rằng là cái độ mà liền của nét vẽ nó sẽ không được như thế nữa, và nó cứ bị cách ra, và chúng ta sẽ nhìn thấy là từng cái chấm tròn một, chứ nó không còn là cái chế độ cả một cái vệt màu nó tương đối đồng độc điệu thế kia. Thì đấy là mấy cái mà các bạn cần phải lưu ý. Tham số này càng thấp thì cái độ quãng cách giữa các cái đầu tròn này nó càng cao. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ. Ngoài cái này ra thì chúng ta còn lưu ý thêm tới một vấn đề, đó là cái blending mode. Nếu như cũng vẫn một cái bút như thế này mà tôi vẽ lên trên một cái hình ảnh hoặc là lên trên một cái nền màu nào đó. Đây, open. Tôi lấy một cái màu như thế này đi. Các bạn sẽ nhìn thấy như sau. Tôi vẽ
bằng cả một cái bút màu đỏ. Ok, các bạn nhìn thấy đỏ là đỏ đúng không? Nhưng tôi chuyển sang Disclose và bắt đầu cảm thấy gai. Nếu opacity giảm thấp xuống thì cái độ rỗ nó sẽ nhìn rất rõ. Thêm nữa, nếu như mà tôi chọn là Dark, nó sẽ hiển thị như thế này. Tôi chọn là Multi thì có chất đỏ và vẫn giữ lại cái gì nhỉ? Vẫn giữ lại cái cấu trúc sáng tối ở đây. Color Burn thì chỉ những cái phần nào tô lên đây nó sẽ tạo ra cái độ sẫm. Đó. Thế thì ở cái phần này, cái gọi là blending mode này, nó sẽ làm cho vẫn một cái màu đó, vẫn một công cụ đó, nhưng khi chúng ta chuyển sang một cái chế độ hòa trộn khác nhau thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu quả thị giác, những cái chúng ta nhận được rất là khác nhau. Do đó thì chúng ta sẽ thử nghiệm dần những cái này để thấy được các cái độ khác biệt của nó ra làm sao. Tuy nhiên ở đây nó còn có thêm một cái tùy chọn như thế này nữa. Đặc biệt cái này nó chỉ dành cho cái bút này. Đó là có một cái chế độ gọi là chế độ B2. Chế độ B2 này thì nếu như các bạn chỉ làm việc trên lớp background này, các bạn sẽ không thấy nó. Bây giờ tôi bật cái chế độ layer lên. Đó, tôi bật layer lên. Này, các bạn sẽ quan sát. Chẳng hạn như là tôi vẽ ra, tôi tô một cái vùng như thế này. Edit Fill. Tôi tô bằng một màu, chẳng hạn như là màu Color đi. Tôi chọn một màu tím tím này chẳng hạn. Ok, các bạn nhìn thấy là chúng ta đang tô lên trên một cái layer mới, đúng không? Bây giờ tôi dùng cái bút và tôi chọn cái chế độ B2 thì sao? Tôi tô vào đây, các bạn có thấy gì không ạ? Không thấy. Nhưng tôi tô ra đây, có thấy không? Thấy, đúng không? Vì sao? Vì là nó đang để chế độ B2. B2 có nghĩa là gì? B2 nghĩa là tô ra phía sau, không tô lên phía trước được. Thực ra thì đây là một cái biến tướng, giống như vừa nãy tôi đã nói với các bạn, đó là khóa cái chế độ transparency, có nghĩa là những cái vùng nào trong suốt sẽ không vẽ vào được. Còn ở đây thì nó là khóa cái vùng gì đây nhỉ? Khóa cái vùng có điểm ảnh rồi, chỉ cho phép vẽ vào vùng transparency. Nó lừa mắt, nó gây cho chúng ta ảo giác rằng là chúng ta không vẽ vào cái đang có được, mà chỉ vẽ ra phía sau nó được thôi. Đây này, vẽ một đường này, đúng không? Đấy, như thế này thì các bạn có cảm giác rằng là vẽ ra phía sau, nhưng thực ra nó vẫn nằm ở trên một layer thôi. Nhưng nó không cho phép vẽ vào những cái chỗ mà đã có điểm ảnh rồi. Do đó nó gây một cái ảo giác cho người xem rằng là chúng ta đang vẽ ra phía sau. Với cách như thế này thì chúng ta rất dễ để chúng ta tạo ra một cái cảm giác về một cái đồ bóng chẳng hạn. Đây ví dụ tôi tô như thế này. Đấy, như thế này thì mọi người nhìn thấy giống như là có cái bóng đằng sau, đúng không? Chứ nó không phải là vẽ vào đằng trước. Vẽ vào đây thì chịu, không thể vẽ được vì nó khóa. Hoặc là đây, clear. Thì lúc này thì nếu mà chúng ta để chế độ clear thì nó tương đương với cái tẩy, có nghĩa là vẽ vào đâu thì nó sẽ xóa đi ở đấy. Thì đây là những cái option mà chỉ riêng cái bút có. Còn hầu hết layer cũng như là một số công cụ thì nó cũng có những cái chế độ như thế này. Bây giờ chúng ta làm việc, làm quen thử với lại cái bút thì chúng ta nói thêm mấy vấn đề như sau. Bút thì có nhiều dạng đầu bút. Đấy, bình thường ra nếu mặc định của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái đầu bút tròn tròn thế này thôi, và nó sẽ có bút cứng, bút mềm các kiểu. Tuy nhiên trong cái thư viện đầu bút của chúng ta thì có nhiều dạng lắm. Đây, các bạn quan sát, nó sẽ có dạng như thế này, và một số bút thì nó lại mô phỏng về những cái đầu bút giống như bút lông ấy. Nó sẽ có những cái, nó có những cái nét mà nó có độ xước giống như là chúng ta dùng bút lông. Đấy, bút tròn thì nó sẽ chỉ ra một cái vệt như thế này thôi, nhưng mà bút
mà mô phỏng bút lông thì nó sẽ có vết xước. Ngoài cái này ra, kéo danh sách xuống, chúng ta còn có rất nhiều các dạng bút khác. Nó sẽ tạo ra những cái nét dạng như này, rất đa dạng hình dáng khác nhau. Và nếu như mà các bạn thắc mắc rằng là có những cái dạng bút nào thì các bạn cứ kéo xuống đây. Ví dụ đây là cái bút mà nó mô phỏng là cây cỏ này đấy, hay là lá này, hay là lá khác này, rồi những cái này trông nó cũng giống như là những cái vết bút thông thường, nó có đậm có nhạt. Ngoài ra các bạn có thể tìm thêm bằng cách là vào cái biểu tượng này, lại giống như những gì mà chúng ta đã biết, nó phân chia ra rất nhiều các dạng bút khác nhau. Ví dụ tôi chọn cái Astratus này, đúng không? Và tôi sẽ có được những cái mẫu bút nó có hình hoa văn họa tiết đặc biệt là đó. Ví dụ như bông tuyết này, đúng không? Ví dụ như là cái hình như là con sứa đang bơi này, hay là những cái vết lóe sáng này, đây, ngôi sao này, vòng tròn đồng tâm này, cái lóe sáng này, đúng không? Ví dụ như thế. Thì có rất là nhiều dạng. Các bạn chỉ việc là sổ danh sách này ra và mở từng cái list này ra, các bạn sẽ thấy là Photoshop cung cấp cho chúng ta những cái dạng bút như thế nào. Ngoài cái chuyện này ra, các bạn cũng có thể tải cái bút ở trên mạng về, đúng không? Trên mạng về và cài đặt thêm vào đây. Hoặc chính bản thân các bạn, nếu các bạn muốn tạo ra một cái bút nào đó, thì đây, đây là cái cách làm. Về mặt lý thuyết thôi nhé, tôi chưa nói là nó đẹp hay nó xấu, bởi vì làm một cái bút nó cũng rất là tốn công để mà làm ra được một cái đầu bút tròn đẹp. Nhưng mà kỹ thuật thì các bạn chỉ cần hướng dẫn một cái là các bạn sẽ làm được. Đây, các bạn quan sát cách làm tạo cái đầu bút. Các bạn lấy một cái công cụ vẽ bất kỳ, các bạn có thể vẽ ra một cái gì đó cho tôi. Ví dụ tôi trở về cái bút bình thường đi, Reset Brush này, để tôi trở về cái thư viện bút bình thường. Bây giờ tôi lấy một cái bút và tôi vẽ ra một cái hình bất kỳ, ví dụ một hình tam giác có một cái chấm tròn ở giữa này chẳng hạn. Thế bây giờ tôi lấy cái này để tôi làm đầu bút có được không? Được. Đó. Các bạn vào trong Edit, các bạn chọn lệnh Define Brush Reset. Nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái hộp thoại như này. Thấy hình chưa? Đấy, và các bạn đặt tên. Xong. Nếu xong rồi thì nó nằm đâu? Xong rồi thì nó cũng sẽ nằm ở trong cái thư viện bút đang có và nó sẽ nằm ở vị trí cuối cùng. Bây giờ tôi lấy cái bút này ra và tôi bấm thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái hình như thế này. Thế còn nó đậm nhạt ra sao thì nó còn do một số các tham số mà chúng ta thiết lập. Đấy, to nhỏ, đậm nhạt, tại vì cái bút của chúng ta lấy là bút cứng hay bút mềm, nó cũng sẽ tạo ra cái dạng như này. Các bạn cứ vẽ ra cái hình mà các bạn muốn, có thể vẽ đậm, vẽ nhạt vào đấy và nó sẽ tạo ra cái bút của mình. Đấy, thì về mặt lý thuyết thì nó chỉ đơn giản thế thôi. Còn các bạn muốn làm ra được một cái bút cho nó tốt, cho nó đẹp thì các bạn sẽ phải tốn nhiều công, các bạn vẽ cho nó kỹ, cho cẩn thận. Trong Photoshop các thư viện tải về có rất là nhiều dạng khác nhau, cây cối này, nhà cửa này, người này, mắt này, tóc này, bàn tay này, rồi xe cộ này, tức là nó sẽ hỗ trợ chúng ta vô cùng nhiều những cái thư viện bút có sẵn để mà trong lúc mà chúng ta làm việc ở trên Photoshop thì chúng ta có thể tận dụng những cái bộ bút như thế để chúng ta vẽ ra một cái chủ đề nào đó. Thì cái việc này thì các bạn nên bỏ thời gian ra, các bạn lên trên Google, các bạn chịu khó search thử xem là những nó cung cấp cho chúng ta những cái bộ bút như thế nào. Có những bộ thì miễn phí, có những bộ phải trả phí, tuy nhiên là bộ miễn phí thì cực kỳ nhiều, các bạn bỏ công ra một chút thì các bạn có thể lấy được rất là nhiều các bộ bút mà rất là đặc biệt về, và nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái quá trình các bạn làm việc. Đấy, thay vì việc là phải lấy ở đâu đó ra thì lấy cái bộ bút ra là chúng ta có thể kích vài cái là chúng ta vẽ ra được hết rồi. Sấm sét, xe cộ, nhà cửa, cây cối, kể cả một thành phố hay là bất cứ một chủ đề gì, vẽ tóc, vẽ tai, đúng không? Các kiểu tóc, các kiểu râu, đôi khi là các kiểu áo quần, quần áo, rồi rất nhiều thứ, thì bút trong Photoshop nó phong phú lắm, thì các bạn có thể là tải thêm về để các bạn xem và xử lý nó.